Chào các bạn. Thường thì sau mỗi lứa hoa, chúng ta lại phải cắt cành cho những chậu hay cây hoa hồng của mình. Cắt lúc nào và cắt bao giờ, có lẽ các bạn đã nắm vững. Nhưng có một kỹ năng mới mẻ và rất lạ lẫm mà đại đa số các bạn chưa biết làm trước khi cắt cành cho những chậu hay cây hoa hồng của mình. Cấm nước trước khi cắt cành là một thủ thuật nhằm tạo cho cây hoa hồng một bản năng phản xạ bung bật tự nhiên khi bị ức chế, khiến những mầm lộc của những cây cành được cấm nước bật ra rất to và rất khỏe. Thậm chí nếu bạn dùng tốt kỹ năng này, còn lái được những cây hay chậu hoa hồng của bạn nở đúng vào những khung thời gian do bạn đã định sẵn. Vậy kỹ thuật này như thế nào? Mời các bạn hãy hướng lên màn hình, theo dõi chung hoa hồng hướng dẫn và thực nghiệm trực quan trên chính những chậu hoa hồng của mình để các bạn dễ tham khảo. Thưa các bạn, sau khi hoa hồng bung lụa, tùy vào nhiệt độ, thời tiết mà bông hoa lâu hay chóng tàn. Thông thường vào mùa đông là từ 7 đến 12 ngày, thậm chí lâu hơn hoa mới tàn. Và cũng cần tới bằng ấy thời gian nữa để cành hoa của bạn trở thành bánh tẻ. Bây giờ chúng ta mới cắt cành. Ngược lại, nếu mùa hè, thời gian này sẽ chỉ khoảng 50%, vì nhiệt độ cao của mùa hè có khi hoa nở 2 đến 3 ngày đã tàn rũ. Ngay sau khi hoa tàn, kỹ thuật này nếu bạn làm thì bạn hãy dừng ngay mọi chế độ chăm sóc mà chỉ để tự nhiên. Tuyệt đối bạn không được tưới nước mà chỉ để hơi ẩm cây đủ sống. Mùa hè bạn có thể để một số vật liệu như rơm rạ, rễ bèo tây vào gốc để tạo hơi ẩm và tránh nắng gắt. Còn mùa đông thì các bạn không cần thiết. Kỹ thuật này ban đầu bạn chưa có kinh nghiệm cho nên làm rất khó. Vì vậy, bạn hãy nhìn và xem kỹ bài viết này trước khi thao tác. Thưa các bạn, khi các bạn cấm nước cho cây hoa hồng sẽ gần như ngưng trệ việc trao đổi chất. Lá già hơi úa vàng nếu bạn để khô quá. Đây là một biểu hiện mà bạn phải nhận biết để điều tiết nước. Các bạn chỉ nên tưới nước cho cây một gáo nước nhỏ, chừng 2-3 lít là đã đủ. Các bạn lưu ý là chỉ để cây sống, chứ không cho cây có nước để phát triển. Với sự kìm hãm này, ngoài việc cây không thể ra mầm sau 9-12 ngày như thường lệ, mà phải tích tụ một thời gian tùy bạn cấm nước dài hay ngắn. Do đó, mầm sẽ rất to, khỏe và điều đặc biệt là khi bị cấm nước lâu ngày, cây sẽ bật hàng loạt mầm theo phản xạ tự nhiên của cây trồng. Vì vậy, ngoài việc bạn được những mầm to khỏe như vừa nêu ở trên, bạn có thêm rất nhiều mầm trên một cành mà nếu để tạo rễ và tạo tán cho những cây hoa hồng ráng bụi thì không có cơ hội nào tốt hơn. Một lợi ích nữa của việc cấm nước là nếu bạn có ý định cắt cành cho nhịp nở hoa của nhiều chậu cùng nhau thì đây là một kỹ năng không thể bỏ qua. Chung hoa hồng sẽ giới thiệu với các bạn
kỹ thuật cấm nước để lái cây hoa hồng ở một bài viết khác. Thưa các bạn, trên đây là những kỹ năng và kinh nghiệm chú hoa hồng đã thực nghiệm trên chính những chậu hoa hồng của mình và đã cho kết quả mỹ mãn. Mới nghe, rất có thể nó lạ lẫm, không giống với kỹ năng chăm sóc của một số bạn. Nhưng chú hoa hồng vẫn lên sóng, chia sẻ kinh nghiệm này cùng các bạn yêu hoa hồng. Hy vọng các bạn sẽ áp dụng kỹ năng này thành công trên những chậu hoa hồng của mình sau khi xem hết bài viết. Nếu các bạn thấy hay và hữu ích, hãy đăng ký kênh, nhấn chuông, like và chia sẻ với bạn bè của các bạn, để chậu hoa hồng có thêm động lực, ngày càng có những bài viết hay hơn, chuẩn xác hơn về kỹ năng và kỹ thuật chăm sóc hoa hồng. Điều đặc biệt là để ngày càng phục vụ các bạn được tốt hơn. Chú hoa hồng xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem hết bài viết này. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn vào bài viết lần sau. Xin cảm ơn các bạn.